Xin chào quý vị, trước mặt mình là chiếc xe Sirius SP, độ lên một cái đuôi rất là chất như quý vị nha. Đó, hai hình mũi tên đi lên nè ha. Đây là logo hải tặc nè quý vị, có hai cái đao hai bên rất là ngầu luôn ha. Rồi chiếc xe này đã được độ lên rất là chất luôn quý vị ơi. Rồi ok, nó có một tính năng rất là độc là khi mà quý vị muốn đổi màu á thì bạn vô số N1234 tự động đổi màu ha, rất là đẹp luôn ha. Đó, hiện tại đang số N đổi số 1 em ơi. Số 1 này các bạn. Đó. Hai bên đây sẽ đổi thành màu tím hồng cánh sen ha, rất là chất luôn quý vị ơi. Bộ led này đặc biệt là bên mình sẽ bảo hành là 3 năm. Thì khi đổi màu á, đây là cái điểm nhấn của nó, điểm nhấn của nó là màu nó đổi so le với cái màu này. Lấy đầu đi hai bên đây đổi so le với màu này nha quý vị, làm cho có cái điểm nhấn lên cho nó nổi cái bộ led của mình ha. Đặc biệt là ở dưới này cũng đổi màu lên quý vị, đèn biển số nè, đó các bạn thấy rất là sáng ha. Rồi nữa đổi màu tới đêm. Đó, đèn biển số nó cũng đổi màu, dưới đây là đây màu tím nè quý vị. Đây là xanh ngọc nè. Còn đây là màu vàng chanh nè quý vị. Ở ngoài các bạn sẽ thấy là màu vàng chanh ha. Đó, đổi màu tiếp đêm. Đó, đây là logo màu tím nè. Màu tím rất là đậm nha, khi mà mình quay video các bạn sẽ thấy là màu nó lật lợt ha. Nhưng mà chỉnh xuống xíu cho các bạn xem, đó thấy là màu tím như thế này nữa quý vị, nó đậm hơn rất là nhiều. Nhưng mà khi mà các bạn vô xem video á thì sẽ thấy lật lợt ha. Rồi đây là màu vàng chanh luôn, vàng chanh ha, như thế chanh chín nè quý vị, vàng khè vậy đó. Đó, đây là màu xanh ngọc nè quý vị, đây là đèn biển số là màu xanh ngọc nè. Rồi nữa đi em. Đó, đèn biển số là màu đỏ nè quý vị. Đó, đây là màu xanh lá nè ha, đây là màu xanh dương. Rồi rất là đẹp luôn, bộ led này rất là nổi. Khi các bạn độ lên thì những phương tiện đi phía sau sẽ nhìn thấy cái đuôi của mình, người ta sẽ để ý chiếc xe của mình. Độ kiển mà, nói chung là người ta sẽ thấy từ từ người ta ngắm chiếc xe của mình ha. Đó, khi bấm thắng này F1 sẽ nổi lên như quý vị nha, F1 nổi lên rồi đạp địch số. Xin nhanh em, xin nhanh luôn. Đó, nhà sẽ đổi màu vàng cho người ta dễ chú ý nha quý vị. Màu vàng với màu xanh dương nó đá, do mình khi các bạn vô số màu nào sẽ đổi màu đó nha. Rất là đẹp luôn ha. Bộ đuôi đèn hậu này các bạn mà qua làm các bạn phải liên hệ trước để mình chuẩn bị sắp xếp cho quý vị. Chứ bộ đuôi này làm rất là lâu nha, bao độc quyền luôn quý vị. Đó, xin lỗi là mình không bao độc quyền, nhưng mà mình bao chất cho quý vị nha. Bao chất ha. Đó, bộ đuôi này rất là ít shop làm, tại rất làm lâu nha quý vị nha. Ở đây là mình làm rất là thẩm mỹ nha. Chỗ này là mình chế nhựa luôn ha, chế nhựa luôn. Rồi ok. Đó, shop mình là địa chỉ 235 đường Phan Anh, vô số đây. Phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân các bạn. Đó, đây là địa chỉ shop mình. Đây là số điện thoại Zalo ha, các bạn nào có nhu cầu tìm hiểu thêm thì kết bạn Zalo với mình ha. Đây quay số nãy đi. 0346669686 là số điện thoại Zalo của mình. Địa chỉ là 235 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân các bạn. Rồi giờ mình quay cái đầu cho các bạn xem nha. Cái đầu cũng độ rất là chất luôn quý vị. Nè cái đuôi này, bạn nhìn xa rất là đẹp không? Ngầu lắm. Rồi vô số đi em. Đó, nữa đi em. Đó, rất là đẹp luôn quý vị ha. Đèn biển số cũng đổi màu nha. Rồi ok, đồng hồ cũng đổi màu luôn quý vị ha. Đơn giản mà đẹp. Rồi. Rồi quay ngược lại đi em, quay ngược lại. Đằng trước nè. Mẫu đằng trước Sirius thì cái mẫu này là chất thôi quý vị. Từ từ em, quay lại lên lên. Rồi từ từ nha.